Chào các bạn, quay lại đến với Win. Thế này thì chúng ta sẽ sử dụng một loại phi công tiếp theo, đó chính là Yoko. Yoko này có khả năng là triệu hồi ra những loại tên lửa nhưng mà chỉ tầm khoảng 5 giây thôi. Let's go. Tăng cường tốc độ tấn công. Women the boy. Shark chai. Sóng skin ở Jason. Nâng cao bào kích. Nâng cao hiệu quả phục hồi. Lá chắn phản chiếu. Warning. Kích hoạt triệu hồi tên lửa. Liên tục. Tăng cường sức mạnh hỏa lực. Tăng cường sức mạnh tấn công. Liên kết lửa cháy. Nâng cao hiệu quả phục hồi. Tăng cường tốc độ tấn công. Sóng xung kích băng giá. Warning. Vùng lên bảo vệ phòng thủ. Nâng cao bảo kích.
Bốn niềm bác thì Warning, báo cuối cùng. Chiêu hồi tên lửa liên tục, kích hoạt. Hoàn thành. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc dần dần tới đây. Nếu nào thích video này thì đăng ký kênh của mình. Mình sẽ làm video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trên những tập tiếp theo. Tạm biệt. Right?